Dạ chú, trời hẹn 12 giờ mà sao sớm quá vậy? Dạ bọc ve chai của ông Bảo nó lụm, nó đem theo cho cô mở hàng. Dạ. Để đó đi, chút xíu mẹ con nó ra đó vào xách lên cho, để cho nó đẩy đi. Dạ. Lấy hộp. Chú có xin của nhỏ này là không có bao à? Chú có điện chưa? Chú có điện trước chưa chú? À, hồi nãy con có điện rồi. Hồi nãy trước khi đi điện rồi. Gấp quá trời luôn. Đây hợp đồng là giảm 50% phải không? Dạ. Nói rồi. Đây hợp đồng mà sướng quá. Con đi sớm, đáng lẽ ra là giảm 100% luôn. Con thấy đó rồi. Để con qua con coi một cái. Cái qua luôn. Dạ. Ủa rồi cái xe kia đi về hả chú, hay là chú chở xe máy tới? Xe kia về. Dạ. Ngon lành quá ha. Nhẹ thiệt chứ bộ à. Để đẩy thử. Đẩy cho đá này bừng lại luôn. Khỏi mướn xe. Rồi cái này là vừa với cái chiều cao của cô rồi đó. Tại con phải khum quá. Dạ. Rồi cái này là chú tới sớm là phải giảm 50% nè. Mất tiền đặt cọc nè. Sai hợp đồng, cái đó mà 8 tấc này làm có 7 tấc nữa. Sai hai cái hợp đồng. Vậy cái thấy sao nó 8 tấc, 10 tấc làm cái gì nó vô chức à. Nó chạy cho nó có gì dạy cái kiến vậy. Hơi chữ nhật nó đẹp chứ còn nó vuông. Nó vuông quá nhìn nó kỳ. Nó bỏ vậy. Dạ. Thành ra sai hợp đồng hai quận. Dạ. Chứ là sai giờ, sai giờ nè. Dạ ở trong tốt trong kia kìa, chạy ra đây xa lắm. Kinh lớn rồi đi sâu chỗ nữa nên là con mới điện chú Minh Tiến đi ra trước. Dạ. Có cho cái nào phía nhà, tâm ta cho cái nào. Cho thêm một chai nữa, mỗi người một chai luôn con. Không có, cái mẹ kia gần á. Chị uống gì chị? Hả? Chị uống này nè con. À, thôi mỗi người chai đi để dành rồi lát đem đi lụm nha chai rồi uống lên dành dành thôi. Nó dành nó bàn nhau. Bên kia bên kia tức có này có này kia chị thôi không nhận. Bên kia cho bên kia không có luôn. Ý nói tôi không có bên kia tôi không có. Là không có nhận người ta được hộ phận người ta người ta nhận. Bé nó chai này rồi nè. Của con đó, chai đó của con á. Nè cô uống cho cô. Chai này của ông Bảo. Mấy giờ được? Cô. Không đưa cho mấy anh công trình. Không đưa, để mấy đồ cơ anh ấy. Trời ơi. Cô. Thật ra tôi nói chịu không có thông suốt được. Giờ nói gì cái tính được rồi. Thì ông đưa từ nước hết rồi. Không gì vậy? Không. Ê chú ơi, để con tính cho chú ơi. Để cho tính đi, để đây lát con tính cho cô, đừng lấy tiền chú. Ngồi chơi đi chú. Nào con có kia. Rồi tới mấy giờ mới ngủ mà hả, điện con hoài vậy? Không biết mấy giờ điện tính. Tức người ta nói gì tức rồi cậu cô chứ sao cậu nói chịu nè là do là bây giờ á là hôm kia rồi đó. Cái hộ kia tác động vô cái... mấy người ở sớm người ta nói đẹp. Nhưng mà nhiều khi là người ta nói một ý mình hiểu một ý nữa là mình vậy không vậy? Có phải với người ta thử nghe có ông còn không nó dắt đi mới mất được cái nước có không không có cậu thử nghe có ông có nó nghe nghe chắc chắc cuốn nè con nói thiệt người ta khoan cho nhưng mà cuối cùng bây giờ nó nghẹt bét rồi không có xài được lý do là bơm tay chứ không phải là bơm máy cho nên bây giờ mình đem cái máy mình về mình sơn thì sẽ xài không phải khoan người ta nói như vậy ở sớm nên cho nên nếu như xài cây nước của bà cái bà mà mình bên đây nè bà cô đơn này nè thì phải để cái bình bên đây chứ thôi chịu ơi ở bên ta chịu này mình khoan bên đây mình khoan cây nghiêng thì cái bình bơm mình phải để bên đây chứ chú nó con chịu đó con ở đây là mấy người ở sớm là người ta cũng có lòng tốt, người ta muốn tiết kiệm chi phí cho cái bên Mạnh Thường Quân là nói là bên cô kia là có cây nước rồi. Nếu như mà bây giờ cho thì cho thêm cái bình hơi thôi, khỏi phan cây nước là để nếu như mà cho thì sẽ để bên kia tại vì cái nước nó nằm ở bên nhà kia, hiểu không? Thì như vậy đó, nhưng mà ở đây là tụi con chủ yếu là sẽ muốn phan cho cô một cái cây nước để cô có nước sạch xài để giặt đồ, để rửa chén chứ mình múc nước xong lên mình rửa rồi mình xả lại bằng nước sạch thì nó cũng không có sạch.
Đó là như vậy. Thì nếu như mà pha Mạnh Thường Quân mà góp tiền ủng hộ cho cô cây nước á thì là sẽ khoan bên nhà cô và máy cũng để bên cô. Mà nếu như mà có nước rồi á thì cô cũng có thể chia sẻ cho cái cô bên kia. Cô hiểu không? Chứ này không phải là xây cây nước rồi là ginh cái bình hơi, cái cây nước thì để bên cô, còn cái bình hơi thì để bên kia, thì nó không phải vậy. Dạ. Còn cái về cái phần mà cô muốn chiếc xuồng á, là này là cô này với chị gái á là không có biết bơi luôn ông bà cô chú. Chú nói con chịu rồi, chiếc xuồng á tôi bẻ bên con chịu rồi. Con không cãi. Con xin này nè. Con xin nữa. Kiếm củi á. Dạ. Là bỏ củi nó đẩy tốt dạ. Bịch. Đi dài dài lậu nó củi khô dắt bỏ ra đây. Thì tốt dạ, không thì có dạ, chịu bọn nó bỏ bên con không chịu rồi. Chứ bỏ mình ghen xúm nhau nó gì đó. Thử chú nó có không? Con cũng chịu chú rồi bạn như có không? Mẹ con không bơi lộn cho con sống với xuồng kia tới ớt. Con chứ con tức, con ra nói chuyện. Con ra nói chuyện. Mấy kia nó xúm nhau nói giận nó. Buồn tức quá rồi, đửa đêm mới điện nó ha. Dạ. Dạ. Cái này là ha chồm sớm với nhau không mà tức cũng có gì đâu mà giận ta hoài à. Nó cái này là người ta nói là chòm sớm là tối lửa tắt đèn có nhau. Mà bên kia thì giờ giật chạy bên đây cũng bên đây mà nay nó giật chạy nước. Cái đó là mấy cô đó là cũng có ý tốt muốn tiết kiệm cho Mạnh Thường Quân thôi. Nhưng mà tụi con nếu như mà hội Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cô thì sẽ xây cây nước riêng cho cô chứ không phải là để chung cho bên kia, hiểu không? Nếu như mà cô có nước xài thì cô có thể là cô cho bên cô kia xài chung cũng được. Thì nếu như mà mình cho nước bên kia xài thì bên kia cũng phụ tiền điện mình này nọ. À, con cũng cho bây giờ yêu cầu để máy máy bên này nha chú hai. Để máy bên để con chịu. Nhà, thì con cãi cũng tức lắm con mới nói với mấy Hình Quân. Dạ. 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 Thì ai thì sẽ để ở nhà người đó. Thì mai mốt con chú qua thử em thử qua bản kia có ý gì không? Dạ. À, khác. Rồi. Nó bàn nhau đó. Dạ. Cũng tức cũng bàn. Dạ. Rồi vậy tụi con cũng hiểu rồi. Thì hôm nay là đến hôm nay là con nè, chú Minh Tiến, chú Ba Hoàng. Ở đây là chú mà chú tên Tỷ ha chú. Ừ. Chú Tỷ là người mà gáp cho xe cho cô thì cũng thấy tội nghiệp nên là chú cũng bớt tiền công á. Thì tổng cộng mà chiếc xe hôm nay thì Mạnh Thường Quân góp cho cô là 2,5 triệu. Thì Linh nhận được sự hỗ trợ từ anh Trung Trương là được 50 đô, là đổi ra được là 1,114,000 ông bà cô chú. Còn lại thì Linh sẽ trích từ quỹ thôn nữ Cà Mau ra để đủ cho cô để trả chiếc xe này. Chú ơi, giờ con thanh toán luôn cái tiền còn thiếu hôm qua ha. Ừ. Dạ. Hôm qua là con đặt cọc 1,5 triệu, là bữa nay còn 1,000,000 không chú? Đúng rồi. Dạ. Rồi con gửi chú luôn. Rồi. Dạ. Gửi chú lại rồi. Tiền của chiếc xe luôn. Rồi, dạ. Vậy là tổng cộng ngày hôm nay là chiếc xe này là trị giá là 2,5 triệu ông bà cô chú các bạn. Dạ cô, khi mà nhận được chiếc xe này thì cô có vui không? Vui. Dạ thì mình đi cái xe này là mình có thể dùng để lụm củi nè. Tạm thời nếu mà chưa có cây nước á là mình cũng có thể chở nước được. Mấy cái thùng á mình bỏ lên xe mình đẩy nó cũng nhẹ nữa. Rồi mình bỏ vô mình đi lụm. Vui. Dạ. Dạ cái này là Mạnh Thường Quân gửi cho cô quá. Dạ. Cái này là Mạnh Thường Quân. Dạ. Mạnh Quân. Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi thì bây giờ là cô ra cô nhận xe rồi mình trao luôn ha chú. Dạ con mời chú Minh Tiến ra trao xe cho cô ha. Để cô coi thử cái chiếc xe của mình ha. Dạ. Dạ đây. Dạ con ra đi người. Mà lúc nào mẹ mà có mẫu dột á, một người lên ngồi người đẩy cũng được. Dạ không, cái này là người ta sơn khô rồi cô. Khô hết rồi. Sơn cái màu này cho đẹp. Thôi đổi lớn lên nắng. Có sao đâu. Trời ơi, thì có cái nón đội để nó đỡ hơn. Cái nón của cô còn đẹp hơn cái nón của con ở nhà nữa đó. Rồi rồi, cô lại cô đẩy xe thử hay được chưa? À, để đi. Nè Bảo đem da chai của con lụm qua cho cô đi. Mở ra lấy cho bao lót dưới đi, đổ dưới đi. Đổ rồi lụm bỏ vô. Rồi dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì cái này là hôm qua là Bảo đi về á thì Bảo với Buổn là đã có lụm vòng vòng nhà được số da chai này để mang tặng cô nè. Đây, dạ đây nè, da chai là có gì là để khởi đầu cái công việc của cô hả? Đúng, dạ. Này là Hiếu Bảo với Buổn á, hai đứa cháu con nó tặng cô á để cho cô bắt đầu cái công việc này nha. Cảm này ơn. Giống như là mở hàng đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Tiếp tục bảo tặng cho tụi bay hai chai nữa à. Đây. Thấy không? Ủa.
Rồi bây giờ là cô đẩy về hay là mình đẩy đi lụm luôn? Đẩy về hả? Đẩy về. Sao? Dạ. Chỗ cô lấy này không cô? Không, cái chai này đâu được con, cái chai của quán. Rồi đâu đẩy coi. Đẩy đi cho tao ghi hình tí xíu coi. Đâu cô đẩy thế được không? Rồi quay theo. Đẩy về nhà đi. Lụm lụm tao bỏ vô luôn. Rồi cái xe này là vừa với chiều cao của cô luôn á. Mỗi lúc có người mỗi giò người đi cũng được. Cái này mà khi mà cô mỏi giò là con gái của cô mỏi giò cô leo lên đây ngồi luôn con gái đẩy, tại vì có bánh xe mà. Hả? Rồi cô đẩy đi, đẩy đi. Rồi bye bye chị, về mạnh khỏe nha. Thì còn cái vấn đề mà phan cây nước á là con cũng đang kêu gọi Mạnh Thường Quân. Thì nếu như mà có được cái cây nước thì con. Ôi cô kia cho mình dây chai nó kìa, quay lại lượm. Cái này là cô bán tập quá cho cô nè. Nước gì vậy con? Bảo với buổi hôm nay là mở hàng đắt. Cái này á, về cô biết sao không? Mình lấy cái bao mình lót ở dưới. Vì lấy mấy miếng giấy á, mình để kế bên. Chúng mắm luôn rồi. Rồi ơi, Bảo mở hàng đắt cho cô quá à. Cho cô dây chai giờ ở đây được cho bao nhiêu đây nữa nè. Ngon chưa? Đợi mấy hàng quân vàng mới đi về. Gớt đi, gớt kìa lụm vô cô. Con đợi mình về. Rồi, để về đi. Con đợi đi về mới về nhà. Hả? Đợi lần này mình về báo mới đi về. Rồi vậy thôi vô ngồi uống nước đi rồi mình nói cái vụ khai nước luôn. Bạn lấy giấy nó tấn lại đẩy về. Để đẩy gớt hết. Rồi đi đi đi. Đẩy đi con, đẩy phụ cô đi con. Bạn lấy ba cái lùng giấy tấn lại. Cô cũng đợi. Lái lái ủn ủn luôn, biết lái chứ bộ à. Qua bên đây xin mấy miếng giấy lót cô. Ơi cô mới lượm dây chai quá trời. Đổ ra đây lấy tờ giấy rồi tấn vòng tròn lại. Rồi lượm bỏ vô. Người khác đẩy lại đổi ca. Ở đâu chú ba có mấy cọng dây gì vậy chú ba? Xin của chủ quán nè. Cái này là mình buộc lại, tại vì có những cái dây chai nhỏ nó sẽ bị rớt ra chỗ cái lỗ kẽ này nè, nên là phải buộc lại bằng cái bao này cho nó chắc, cho nó không có bị lọt đồ ra ngoài. Rồi nhìn đúng giống xe dây chai luôn rồi đó. Giấy này ký cũng được mấy trăm đồng hả cô? Con rồi đã theo. Mấy trăm đồng mà, 1.000, 2.000 à, phải 2.000 á. Rồi cái xe nó hoàn chỉnh như vậy thì cô có thấy vui không cô? Vui. Rồi giờ cái xe này thì cô sẽ bắt đầu cái công việc làm dây chai của mình. Rồi nếu như mà kiếm được nhiều tiền thì cô sẽ làm cái gì? Trả mới tiền tiệm, mưu trả tiền ta thiếu tiền tiệm chịu. Dạ, cô làm gì nữa không cô? Ngoài mà với mình mình làm mấy công việc mà có tiền. Mua gạo thóc rồi. Dạ, vậy thì con cũng mừng cho cô ha. Thì đây là một cái bắt đầu để mình có cái công việc mới á cô. Thì chiếc xe hồi nãy là do là nó có mấy cái lỗ kẽ này nè. Thì chú Minh Tiến với chú Ba Hoàng đã xin bao của chủ quán. Rồi buộc lại cho cô. Ở đây thì cũng được một mối dây chai nè. Cô Bảo đem theo một bao, hai anh em nó hôm qua chiều về nó đi lượm vòng vòng nhà. Với ở đây thì cô chủ quán cũng cho mấy cái lon nước ngọt rồi á cho cô để cô bắt đầu ha. Được nhiêu đây là vui chưa? Vui ha. Hôm nay vậy là khởi đầu rất là thành công rồi đúng không? Thành công vui. Dạ.
Còn cái việc mà phan cây nước cho cô á, thì con cũng đang bàn bạc với Mạnh Thường Quân á, nếu như mà có đủ tiền sớm thì con sẽ tới sớm ha, để tiến hành phan cho cô cái cây nước để cô có nguồn nước sạch xài luôn ha cô. Dạ. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn cô nha, con cúc chúc cô là nhiều sức khỏe nha. Hôm bữa là con có mua cho cô đôi dép rồi sao cô không mang? Đôi dép để đi mặn ta đó rồi đi chiếc chiếc để Mạnh Quân đờ lại. Đợi đi chiếc ra để lâu quá để trông. Dạ đâu có sao đâu. Dạ tụi con đợi cô được mà. Tại vì cái chú giao xe là hẹn 12 giờ nhưng mà hả chú tới sớm chú điện thoại con cũng chạy ra liền luôn á. Còn cho cô hay. Bà chăm mấy con nhỏ lấy cái nấu này nè. Nó gắt đi chơi. Dạ. Cô này giờ hỏi có nón không mới có rồi. Bà đổi nón này gắt cho chân cả đổi nón làm đụm ba chai mua khác. Dạ thì cô cứ đổi nón này ở nhà con có cái nón xấu hơn nón cô cũng đổi nữa đó. Và cái này mà sớm kìa người ta có nói gì thì cũng đừng có cười với người ta, mình cũng bình thường ha, tình làng nghĩa xóm với nhau, để tối lửa tắt đèn thì mình có nhau. Ví dụ cô bệnh hoạn hay là hàng xóm là bệnh hoạn thì mình phụ được gì mình phụ. Chứ đừng có cười người ta không thương người ta bỏ luôn đó nha. Không, hồi đó giờ các nhà ở đậu ta không có chửi bấy. Phải đậu rồi cậu kia nó mẹ con mày hổn không có hậu hổn. Dạ. 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 đi mặn mới đi lá anh ta rồi đi chiếc cũng không có đây dép luôn không có lấy dép dép ở nhà. Dạ rồi rồi với cô với chế đẩy về đi, tụi con cũng đẩy về rồi. Chị là chiếc xe này thì cũng gắng phụ mẹ ha, hai mẹ con thì mình cố gắng để vươn lên, tại cái này là Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình để mình có một cái ổn định về cái thu nhập á, thì mình là mình kiếm được tiền mình trả nợ. Cái xe này là nếu như mà cô đẩy mệt quá thì chị có thể đẩy cho cô. Rồi lát mà tới chị mệt thì lên cô đẩy. Tại vì cái xe này mình cũng có thể ngồi ở trên một người nè. Dạ, rồi. Có chiếc xe này cho mẹ, chị có vui không? Dạ, vui. Dạ, rồi, vậy nha thưa chị. Dạ. Đẩy vô đàng hoàng xe người ta nghe. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh vừa trao cho cô Liên một chiếc xe xong á, thì cô rất là vui mừng luôn. Thì sau đây thì Linh xin gửi lời cảm ơn tới quý ông bà cô chú nằm Mạnh Thường Quân gần xa để chung tay giúp cho cô có một cái phương tiện để cô có thể tiếp tục cái công việc đi lụm ve chai để tạo ra thu nhập cho bản thân, để duy trì cái kinh tế cho gia đình ông bà cô chú. Thì sau đây là Linh xin phép là đọc lại danh sách mà Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ góp tiền để giúp cô mua chiếc xe ông bà cô chú. Thì ở đây Linh nhận được sự hỗ trợ của anh Trung Trương là 50 đô, Linh đổi ra từ PayPal là được 1.114.000. Còn lại thì Linh trích từ quỹ thôn nữ Cà Mau ra là 1.386.000. Thì cái quỹ thôn nữ Cà Mau này thì Linh nhận được sự đóng góp của là Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ là quê ở Cà Mau. Thứ hai nữa là chú Sóc Trăng. Thứ ba nữa là Mạnh Thường Quân giấu tên ở California. Thứ tư là bạn Diễm Sương. Thứ năm nữa là bạn Cây Lô Nguyễn. Anh Nam Quốc Hồng. Thì đây là danh sách những Mạnh Thường Quân mà đã góp tiền vào cái quỹ thôn nữ Cà Mau để Linh có một cái quỹ duy trì để đi gặp những cái hộ khó khăn nào Linh có thể giúp đỡ liền, hoặc là mình đến mình thăm mình trao quà những cái phần gạo, hoặc là giúp những cái gì đó cần thiết khi mà Linh gặp. Thì Linh cũng xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã góp tiền vào cái quỹ thôn nữ Cà Mau để Linh có thể duy trì cái sự mà giúp đỡ người khó khăn.
Rồi sau đây thì Linh xin phép là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân nè, cảm ơn quý khán giả mình đã xem cái video này tới đây. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú nè, các bạn, các em nhỏ vào cái video tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye mọi người.